Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tôi tiếp nối cái câu chuyện để quý vị và các bạn phân biệt giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, tôi sẽ phân biệt những cái điểm giống của giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền nha quý vị. Thì hai vấn đề đều là ủy quyền. Ủy quyền là hành vi nhân danh và đại diện làm một cái việc gì đó. Như tôi đã nói đó, làm một cái việc đơn giản như là bây giờ ủy quyền đi đến ngân hàng để nhận một cái số tiền, hoặc ủy quyền phức tạp hơn là ủy quyền tố tụng tại tòa án, hoặc những cái ủy quyền để vượt biên giới, ủy thác tư pháp để một người nào đó giúp bạn thực hiện một cái công việc, ủy quyền mua bán, ủy quyền đến tòa và những cái loại ủy quyền khác. Thì do đây là một cái chương trình dân ta phải biết luật ta, nói về luật cơ bản đó, thì tôi cho rằng trong hợp đồng ủy quyền nó có những cái nội dung cơ bản sau đây. Cái thứ nhất là chúng ta phải nói về sự thỏa thuận. Thưa quý vị và các bạn, tôi là người ủy quyền, tôi thấy cái ông A, tôi muốn ủy quyền cho ông A làm công việc nhiều đó, vì tôi thấy ông A có tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên là sau một thời gian tôi thấy ông A không được, cho nên tôi không ủy quyền nữa, tôi ủy quyền cho ông B. Vậy ủy quyền là sự thỏa thuận của các bên. Nhớ nha quý vị, trong bất cứ một cái giao dịch dân sự là giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền, nó là sự thỏa thuận của các bên. Đối tượng của hợp đồng, hợp đồng làm gì? Thứ nhất là tôi liên hệ với văn phòng đăng ký, liên hệ với thuế để làm hoàn tất thủ tục sang tên đăng bộ. Tôi ủy quyền, tôi liên hệ với ngân hàng, tôi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ủy quyền tham dự tòa án. Đó là cái đối tượng của hợp đồng. Và cả giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền, cả hai cái đều giống nhau hết. Rồi tiếp tới, đó là thù lao ủy quyền. Cái việc thì thông thường cái thù lao ủy quyền và ủy quyền có thù lao và không thù lao thì ghi thẳng trong luật. Các bên thỏa thuận thôi. Hôm nay tôi không làm được việc đó, tôi ủy quyền cho chị Thu giúp tôi làm việc đó, và cái thù lao là 1 triệu đồng chẳng hạn, nếu chị Thu hoàn thành công việc đó. Còn một vấn đề nữa là thời hạn ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, thời hạn ủy quyền thì bây giờ thông thường á, một cái vụ việc bình thường thì chúng ta sẽ ghi là cho đến khi giải quyết xong, hoặc là cho đến khi, nếu ủy quyền tranh tụng ở tòa thì cho đến khi có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật, vậy là xong. Vậy nha quý vị và các bạn, trong cái giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền, tất cả đều giống nhau ở những cái điểm đó. Bây giờ tôi sẽ phân biệt thêm thế nào là giấy ủy quyền và thế nào là hợp đồng ủy quyền. Quý vị biết rồi, giấy ủy quyền là một cái ý chí đơn phương. Tôi ủy quyền, nhưng mà cái người mà được ủy quyền không cần ký giấy ủy quyền. Và khi không cần ký rồi, sau này nếu mà tôi muốn hỏng ủy quyền nữa thì tôi chỉ cần đơn phương chấm dứt ủy quyền là xong. Tuy nhiên nếu trong trường hợp tôi lập một cái hợp đồng ủy quyền, một cái hợp đồng ủy quyền là bên ủy quyền và bên được ủy quyền, hai bên phải đến phòng công chứng để ký cái hồ sơ. Và nếu mà trong trường hợp mà ký một cái hồ sơ như vậy thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bắt buộc sự thỏa thuận của hai bên. Còn nếu như trong trường hợp không có sự thỏa thuận của hai bên thì phải khởi kiện ở tòa. Tại vì chính tòa là người có thẩm quyền duy nhất để mà hủy cái hợp đồng, một cái giao dịch dân sự. Tôi đơn cử một cái ví dụ cho quý vị các bạn. Tôi
có một cái tôi cần tiền, nhưng mà tôi vay một cái ông A. Tuy nhiên là khi mà tôi vay cái ông A đó với số tiền là 100 triệu, tôi nói ông A ơi, giờ anh cho em vay đi, thì hai bên mình tụi mình là lãi suất bao nhiêu? Anh nói là 5%, tôi nói tôi đồng ý. Và thay vì các bên đi ra ngoài phòng công chứng để mà ký một cái hợp đồng vay 100 triệu lãi suất là 5% tháng, thì ông A ông nói không, chị Thu ơi, không được đâu. Tôi á, là tôi cho chị vay lãi suất là 5%, tuy nhiên rằng là chị có giấy tờ gì không? Tôi nói có anh, tôi có cái giấy tờ nhà. Rồi chị với tôi đi ra phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng. Và thế rằng là tôi nhận cái số tiền 100 triệu, tôi hoàn trả lại cho ông mỗi tháng là 5%. Và khi mà tôi có một cái nhu cầu tôi lấy lại, tôi nói Na ơi, bây giờ thực sự rằng là tôi cũng cần lấy lại tiền cái gốc đó, tôi trả lại cho anh lại rồi, được không? Thì Na nói ok. Và chúng tôi đã đến phòng công chứng để hủy cái hợp đồng, hủy cái hợp đồng ủy quyền, cũng có thể là hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để các bên trả lại cho nhau. Cái nữa, tôi cũng cái ví dụ này nha quý vị và các bạn. Khi mà đi ra đến phòng công chứng, tôi ký ủy quyền cho ông A, tôi đưa giấy cho ông A, đồng thời tôi ký ủy quyền cho ông A được toàn quyền định đoạt đối với cái quyền sử dụng đất này. Nhưng mà nói thiệt với quý vị và các bạn, tôi vay với ông A là trong vòng 6 tháng, giờ tới 1 năm rồi. 1 năm rồi, tôi không có tiền trả. Ông A ông nói giờ sao chị Thu, tôi bán cho người khác nha. Nói thì thôi anh từ từ đi. Thế là ông đã sang tên đăng bộ. Và việc này là nó vi phạm cái hợp đồng ủy quyền. Và tôi đã, giờ nếu như trong trường hợp mình không có kiện về cái hợp đồng ủy quyền thì kể như mình mất trắng. Cho nên tranh chấp hợp đồng ủy quyền. Vậy nha quý vị và các bạn, trong hai trường hợp, cái việc ví dụ điển hình của tôi đưa ra rằng cái giấy ủy quyền đó là cái giao dịch dân sự đơn phương của một người nào đó, và nếu như trong trường hợp hết thời hạn ủy quyền, một trong hai bên chết, thì chúng ta vẫn có một cái quyền gọi là quyền quyết định đó. Còn nếu như trong trường hợp hợp đồng ủy quyền thì khi nếu không rơi vào trường hợp một trong hai bên ủy quyền chết, hợp đồng ủy quyền hết hạn thời hạn, thì đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền bắt buộc. Ban đầu nó là sự thỏa thuận, nếu các bên không thể thỏa thuận thì khởi kiện ở tòa án tranh chấp hợp đồng ủy quyền. Thưa quý vị và các bạn, sắp tới đây thì tôi sẽ tiếp tục làm một cái video nói về ủy quyền, nếu một trong hai người ủy quyền chết thì hợp đồng, cái giấy ủy quyền đó, cái hợp đồng ủy quyền đó như thế nào. Kính mong quý vị và các bạn đón xem. Trở lại vấn đề của tôi nha quý vị và các bạn, tôi cho rằng giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền đều giống nhau, nhưng khác nhau ở chỗ rằng nếu trong trường hợp giấy ủy quyền thì đến phòng công chứng không cần có sự có mặt của người được ủy quyền, còn nếu trong hợp đồng ủy quyền thì phải có mặt hai người để ký xác lập một cái giao dịch song phương. Và cũng như vậy, khi chấm dứt cái hợp đồng ủy quyền, ngoài cái việc là các bên nói về thời hạn, các bên tự nguyện, thì khi chấm dứt cái hợp đồng ủy quyền thì phải có ý chí đồng thuận của cả người ủy quyền và người được ủy quyền. Như vậy thì mới mong rằng là cái hợp đồng ủy quyền đó sẽ được thanh lý, được chấm dứt. Kính thưa quý vị và các bạn, với một cái mong muốn trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, là kiến thức pháp luật của người Việt Nam mình càng nâng lên theo thời gian. Và tôi thấy cũng hay lắm, khi mà cách đây hồi năm 1995, khi mà tôi học đại học á,
thì nếu mà tôi chỉ có ôm một cái cuốn luật dân sự năm 95 thôi, và tất cả những cái hướng dẫn của thầy cô, và nghe cái kiến thức, nghe cái sự đưa ra những cái ví dụ một cái cách rất là say mê. Còn bây giờ thật sự là quý vị và các bạn, tôi chỉ cần search lên trên cái phương tiện là YouTube hoặc là Google, thì chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái câu chuyện na ná tương tự về ủy quyền, về giấy ủy quyền, về tranh chấp hợp đồng ủy quyền. Với hy vọng rằng là nâng cao kiến thức của người dân Việt Nam thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi kính mong quý vị và các bạn có một cái lời comment để tạo một cái động lực cho tôi làm những video tiếp theo tặng cho quý vị và các bạn. Vì có những lúc tôi nghĩ như thế này quý vị và các bạn, trong hơn 10 năm hành nghề, và nếu những cái kiến thức cơ bản này tôi một ngày nào đó nếu tôi không còn sống trong cái cuộc đời này thì tôi mang đi thì cũng uổng quá. Cho nên mong là sẽ có những cái gọi là những cái động lực để tiếp tục làm những cái video thật là cơ bản, thật là dễ hiểu để tặng quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.